nhằm chấn chỉnh lại trật tự kinh doanh và kiểm soát hoạt động buôn bán các mặt hàng đặc sản Đà Lạt. Sáng ngày 28 tháng 8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra đột xuất các quầy hàng kinh doanh đặc sản tại chợ mới Đà Lạt. Qua kiểm tra cho thấy phần lớn các mặt hàng đặc sản nguồn gốc Đà Lạt như mứt dâu tây, dâu tằm, trà artiso, khoai lang sấy đều có nhãn mác hợp quy và chứng minh nguồn gốc Đà Lạt. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số hàng hóa là đào giòn và kiwi, chủ cửa hàng không chứng minh được hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngành chức năng đã xác định đây là sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc. Mặc dù vậy, các tiểu thương vẫn tìm cách chống chế. Nó không có hóa đơn chứng từ thì chứ còn tụi tôi không có bán hàng mà Trung Quốc rồi, tụi tôi cố gắng tụi tôi không có bán. Trong đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh đặc sản Đà Lạt trong sáng ngày 28 tháng 8, Chi cục Quản lý thị trường đã lập biên bản xử lý hành chính các cơ sở vi phạm và thu giữ 40 kg hai loại mứt đào giòn và kiwi tại 4 cửa hàng kinh doanh đặc sản ở chợ mới Đà Lạt. Có thể thấy rằng lâu nay việc kinh doanh buôn bán các loại đặc sản Đà Lạt đang có nhiều vấn đề cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn, bởi nhiều tiểu thương đã tự ý kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc nhưng vẫn giới thiệu cho khách hàng đặc sản Đà Lạt. Về công tác mà kiểm tra về cái mặt hàng đặc sản nói riêng á, thì riêng đội quản lý trường cũng đã phối hợp với là Ủy ban nhân thành phố, rồi phòng công thương thành phố là hàng năm là tuyên truyền pháp luật về việc kinh doanh mua bán mặt hàng đặc sản của Đà Lạt và nói riêng và các mặt hàng đặc sản nói chung thì phải quy định đúng theo quy định pháp luật. Đó, thì hàng năm là đội cũng phối hợp với phòng công thương là tuyên truyền pháp luật. Thì tuy nhiên là thời gian sắp tới thì đội quản lý thị trường số 1 sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con tiểu thương nói chung sẽ chấp hành cái quy định của pháp luật về cái kinh doanh hàng hóa, nhất là mặt hàng đặc sản của Trung Quốc là phải có hóa đơn chứng từ, và cái thứ hai nữa là hàng hóa phải rõ nguồn gốc xuất xứ thì mới được kinh doanh. Đặc sản Đà Lạt là một mặt hàng được nhiều người tiêu dùng, trong đó có rất nhiều khách du lịch tin dùng như là mứt dâu, hồng dẻo, khoai lang sấy, trà artiso. Các thương hiệu này đã được khẳng định và là sản phẩm thu hút khách du lịch đến mảnh đất ngàn hoa này. Cũng chính vì những thế mạnh đó, một số tiểu thương đã lợi dụng trà trộn một số sản phẩm khác và giả danh đặc sản Đà Lạt. Vì vậy, để giữ chữ tín của đặc sản Đà Lạt, chữ tín trong văn hóa kinh doanh người Đà Lạt, cần có các giải pháp kinh doanh lành mạnh, thắt chặt quản lý phân phối các mặt hàng Đà Lạt. Điều này rất cần sự vào cuộc của ngành chức năng và của cả những tiểu thương cũng như người tiêu dùng.